Voi là phải mạnh, quạt là phải lạnh. Thiết bị phòng tắm Eurolife sang trọng và tinh tế. Eurolife hội tụ tinh hoa công nghệ và chất lượng, bảo hành tới 5 năm. Eurolife, honor the beauty of life. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm củ sen lạnh
bao gồm cả dây tai sen, chất liệu inox súp 304 của Euroline, ký hiệu là Endless SL108 nha các bạn. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Đây, sản phẩm được đóng gói trong một hộp màu của công ty cổ phần Euroline Việt Nam nha các bạn. Rồi và chúng ta cùng mở sản phẩm để xem chi tiết ở bên trong. Đây, ở bên trong thì sẽ như thế này, chúng ta cùng xem lần lượt nha. Trước tiên là đi kèm là một phiếu bảo hành của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Đó. Phiếu bảo hành chính hãng, bất kỳ sản phẩm nào từ nhỏ cho đến lớn của Euroline thì đều được đi kèm một phiếu bảo hành như vậy nha các bạn. Rồi, kế tiếp là phần củ sen. Đó. Và một bộ dây tai sen đi kèm. Đây là chi tiết nha. Và chúng ta cùng xem củ sen trước rồi chúng ta sẽ xem đến dây tai sen sau nha. Rồi, đây là sản phẩm củ sen 108 của Euroline. Đấy, với chất liệu là inox súp 304 nguyên chất. Súp 304 nguyên chất. Ở đây thì có một cái logo của súp 304 nha các bạn. Thì cũng tùy sản phẩm, có sản phẩm nó rất là nét, còn những sản phẩm nó không vùng nét do cái quá trình đúc. Sản phẩm này thì chất liệu là inox súp 304 được đúc trọng lực. Đó. Và bề mặt thì chỉ đánh bóng thôi nha các bạn, giữ nguyên bản chất của inox thô. Đó. Thế chúng ta nhìn thấy nó sẽ có cái độ xước đúng không ạ? Thông thường ở trên thị trường thì sẽ gọi là xước mờ. Đó. Và cái van ceramic ở bên trong á, thì dòng sản phẩm này được dùng van đĩa ceramic với vỏ inox. Đó, van của Juju Đài Loan. Đó. Về chất liệu á, thì các bạn cũng nên phân biệt kỹ đối với các dòng sản phẩm rẻ tiền hiện có ở trên thị trường á, thì các cái sản phẩm á, thông thường chỉ được đúc từ inox hay là một thôi, thậm chí là antimon giả inox. Nó cũng sẽ có bề mặt như vậy, rất khó là để phát hiện ra. Nhưng mà giá thành rất là rẻ thôi, nó không có mắc. Chính vì vậy là tại sao là sản phẩm của Euroline luôn luôn có giá trị cao hơn đó, nhưng nó phù hợp với chất lượng của sản phẩm các bạn. Vì vậy là các bạn hãy lưu ý nhé, nếu ai đã từng sử dụng thương hiệu Euroline Việt Nam á, thì các bạn cũng nắm được rồi, chúng tôi luôn luôn chú trọng về chất lượng và luôn luôn công bố chính xác về chất liệu cũng như thông số chi tiết về sản phẩm đối với người tiêu dùng. Vì vậy các bạn hãy yên tâm đó. Còn về chất liệu thì chúng ta nhìn thấy ở đây này đó. Ở đây các bạn đã thấy rồi, đấy, chất liệu được đúc nha, ở phía bên trong còn có chữ SS, tức là theo tiếng Anh viết tắt của từ inox. Đó, thế nên là các bạn hãy yên tâm. Còn về phần chất liệu có đúng chuẩn 304 hay không thì chút nữa chúng ta sẽ cùng thử để chúng ta nắm được nha. Còn về cấu trúc của sản phẩm này thì sản phẩm gồm một tay gạt ở phía bên trên. Đó, để chúng ta mở cho đầu vòi này, đầu vòi xả ra chậu, và một lúm vặn ở bên hông, lúm tròn vặn ở bên hông đây thì chúng ta sẽ sử dụng để đóng mở cho bộ phận dây tai sen. Và đây là ren kết nối vào đường nước chờ. Thì ren này có kích thước chuẩn là 21. Đó. Nó phù hợp với tất cả các ren chờ của đường ống thông dụng tại Việt Nam nha các bạn, theo chuẩn tất cả đều là 21 hết. Đó. Bạn thấy không? 21. Đó. Chuẩn là 21 hết. Đó. Rồi. Về phần trọng lượng á, chúng ta cùng xem về trọng lượng của sản phẩm này đi. Xem về thông số chúng ta xem một lần luôn nha. Rồi, trọng lượng của củ sen không là 358g nha các bạn, chưa kể tay dây sen đi kèm nha. Đối với riêng dòng sản phẩm này á, thì Euroline đang bán đi kèm với một bộ dây tai sen inox theo đúng một series để các bạn đỡ mất công phải lựa chọn. Nếu mà các bạn thích cái dòng sản phẩm này á, thì chúng ta đã có sẵn tay dây sen đi kèm rồi, thì chút chúng ta cùng xem thêm. Bây giờ chúng ta cùng xem về củ sen trước. Về cấu tạo thì đầu vòi của củ sen này được
thiết kế với đầu vòi tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước nha các bạn. Đầu vòi thì hoàn toàn có thể tháo rời ra để chúng ta vệ sinh khi cần thiết. Chúng ta thấy đây là phần nới nọc gioăng cao su, đây là phần nới nọc và phần tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước. Đó. Khi mà chúng ta sử dụng á, mà sản phẩm nó bị yếu đi hay bị nghẹt thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo phần này ra để chúng ta vệ sinh rồi chúng ta lắp đặt lại. Thông thường thì tất cả các thợ ở Việt Nam á, thông thường là ít khi nào rửa đường ống trước khi mà lắp đặt lắm. Chính vì vậy là cái hiện tượng mà gây ra tắc và vòi chảy chậm hầu hết là do chúng ta không rửa đường ống, dẫn đến cát, đá, sỏi và những cái vật liệu khi mà chúng ta thi công á, nó rơi vào đường ống nó sẽ dồn xuống vòi và gây tắc, thậm chí là bị kênh đĩa, kênh cái đĩa ceramic ở bên trong này sẽ gây rò rỉ. Rồi thậm chí là nếu mà qua được đĩa ceramic xuống thì nó sẽ bị tắc vòi. Vì vậy tại sao là nhiều khách hàng vẫn cứ đánh giá là yếu, nhưng mà lý do là chúng ta không nắm được và không đọc cái phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành của Eurolife Việt Nam thì luôn luôn đã có cái hướng dẫn rồi là phải súc rửa vệ sinh thật sạch đường ống trước khi nó vào sản phẩm. Đấy. Đó. Đó là cái cảnh báo để cho chúng ta có được một sản phẩm tốt nhất khi lắp đặt xong. Vì vậy nên là quý khách hãy lưu ý nhé, khi chúng ta lắp đặt thì chúng ta phải kêu thợ là súc rửa đường ống thật kỹ trước đi nha. Rồi van ceramic ở bên trong này thì chúng tôi sử dụng van Diu Diu của Đài Loan với đĩa ceramic và thân vỏ bằng inox nha các bạn. Thì về tháo van này á, thì chúng ta đối với van này chúng ta có hai cái cách tháo, và chúng ta lưu ý luôn, tôi cũng hướng dẫn luôn cái cách sửa chữa lắp đặt tại van khi chúng ta cần thiết, khi van bị rò rỉ hay có vấn đề gì cần khắc phục á, thì chúng ta làm theo cách này luôn. Đó, thì mỗi một dòng van á, nó đều có một cái khác nhau. Đó, vậy chúng ta hãy cùng lưu ý nha. Đó, đối với các sản phẩm của Eurolife Việt Nam á, riêng về phần thân thì các bạn hãy yên tâm, bởi vì các bạn có thể sử dụng 5 năm, 10 năm không hư hỏng được. Đó, nhưng phần van bên trong thì có thể các bạn cần phải thay thế. Đối với dòng sản phẩm khác khi mà hư á, các bạn sẽ phải vứt đi cả cái phần thân luôn. Nhưng đối với sản phẩm của Eurolife Việt Nam thì các bạn sẽ không cần phải bỏ đi phần thân, mà các bạn chỉ cần thay linh kiện bên trong là hoàn toàn sử dụng được. Và đối với dòng van này thì nó sẽ có hai loại van nha các bạn. Van này sẽ là van Korean ở phía bên trên. Xin lỗi các bạn, van này á là chúng ta cần phải vặn cái tay này để lấy van ra. Cái này chúng tôi đang vặn khá là chặt nên chúng ta sẽ phải dùng kìm để lấy. Còn van này thì chúng ta phải lại cái nắp này ra để mở van ra. Và bây giờ tôi sẽ mở thử để cho các bạn coi chi tiết ở bên trong nhé. Tôi sẽ phải dùng một cái kìm. Tôi sẽ phải dùng một cái kìm để tôi vặn cái van này ra, bởi vì là khi được đóng bằng máy thì nó khá là cứng nha. Cũng có trường hợp á, khi chúng ta sử dụng một thời gian á, thì cái tay này nó bị lỏng ra, thì chúng ta chỉ việc vặn chặt lại thôi nha các bạn, vặn chặt lại thôi. Đó. Sau khi mà tháo ra đó thì chúng ta phải dùng một cây lục giác 2.5 để mở con ốc này ra. Đó. Để chúng ta mở con ốc này ra. Và sau khi mở lỏng ra thì chúng ta chỉ việc rút ra thôi. Đó, nó khá là đơn giản đúng không ạ? Còn van phía bên này. Van phía bên này thì bắt buộc chúng ta phải dùng một vật mảnh nhọn để chúng ta lại cái nắp này ra. Đó. Đây là một nắp dán thôi nha các bạn. Đó, chúng ta có thể lại ra một cách bình thường. Đó đúng không ạ? Rồi đây là hai cái cách lắp đặt khác nhau nha các bạn. Bởi vì một van này là dùng ốc ở phía bên trên, còn van kia thì dùng cái lục giác để kẹp nó lại. Cho nên là hai cái van có cách kết nối khác nhau. Thì chúng ta lưu ý nha, các cách mở của các cái củ sen hầu hết đều là như vậy. Đó, đây là trục giữ. Trục giữ là nó đi với phần phía trên này nha. Rồi. Đấy, chúng ta rút được cái phần trục giữ này ra. Đúng không ạ? Đó.
Và đến bước này á thì chúng ta chỉ việc tôi sẽ bạn thử một cái khóa này ra để các bạn coi chi tiết ở bên trong nhé. Tôi sẽ dùng cái kìm, tôi sẽ dùng một cái kìm để mở van này ra. Đấy, chúng ta chỉ việc xoay thôi. Đó. Chúng ta chỉ việc xoay thôi. Đây, các bạn sẽ lấy được van ra. Đúng không ạ? Và về phần chất liệu là thì chúng ta nhìn ở đây sẽ là chính xác nhất. Đó, các bạn thấy là thân van được đúc trọng lực, sau đó là được CNC các cái ổ khóa này để khi lắp đặt khóa vào nó vừa vặn và nó không bị rò rỉ khi khi chúng ta sử dụng. Đó, các bạn thấy là phía bên trong rất là sắc nét và sáng, đúng không ạ? Các sản phẩm khác thì không có được như vậy đâu. Khi các bạn tháo ra thì chắc chắn là nó sẽ không như vậy. Inox hay là một thì có thể nó sẽ tương tự đó. Và đặc biệt là về phần chất liệu thì chút nữa chúng ta sẽ khẳng định bằng cách thử là chính xác nhất. Còn trên bề mặt nhìn á thì chúng ta chỉ đánh giá được một phần thôi, chỉ có những người chuyên nghiệp thì mới đánh giá chính xác được. Rồi, về phần van này, các bạn thấy là phần van này thì với vỏ được làm từ inox và đĩa được làm từ ceramic. Và đây tôi tháo đĩa ra để các bạn coi, đây là lớp gioăng cao su của đĩa chân, nó sẽ ép van với thân vòi để tránh rò rỉ nha. Đó, và đây là phần phần đĩa nằm ở phía bên trong. Đĩa bên trong này thì có hoàn toàn thể tháo rời nha các bạn. Đó, chúng ta có thể tháo đĩa này ra. Đó, và các bạn nhìn trục ở bên trong, trục van rất là sắc nét, đúng không ạ? Rất là sắc nét, được CNC rất là cứng cáp và sắc nét chuẩn đến từng chi tiết. Đối với van của Juju thì các bạn yên tâm, bởi vì Juju là một thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan chuyên sản xuất về van khóa ceramic. Nếu các bạn tìm hiểu thông tin thì các bạn sẽ nắm được. Và đây là đĩa ceramic. Các sản phẩm rẻ tiền thì đĩa này thông thường chỉ được làm từ nhựa thôi. Và khi các bạn sử dụng một thời gian ngắn, khi các bạn đóng mở vòi như thế này thì cái chất liệu nhựa nó sẽ nhanh bị bào mòn và sẽ gây ra rò rỉ khi chúng ta sử dụng một thời gian ngắn. Còn van của Eurolite được làm từ đĩa ceramic á, nó sẽ tránh được độ bào mòn đó, và có thời gian sử dụng rất là cao. Đó, chúng ta cùng nghe. Đó, đĩa ceramic thì nó phát ra cái âm thanh giống như sứ đập vào nhau vậy, thế nên là chúng ta chỉ cần thử thế thôi là chúng ta đủ biết được là đĩa đó có phải là ceramic hay không nha. Đấy, thì đối với các dòng van của Eurolite thì 100% tất cả các van chúng tôi đều sử dụng van đĩa ceramic hết, không van nào sử dụng dòng van thông thường cả. Thế nên là các bạn hãy yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Cái này tôi lắp sai rồi, chúng ta để ý nha. Khi mà lắp lại này, khi lắp lại á thì van này á, chúng ta lắp đặt lại như này nó hoàn toàn không ra gây ra hư hại gì về van nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý một điều đấy, nó không có hư hại. Chúng ta không phải sợ về vấn đề là sửa chữa lắp đặt này nó có vấn đề gì hay không. Chúng ta chỉ cần đặt đúng nha, đặt đúng. Và đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt đúng. Các bạn thấy là hai cái ngàm này nó phải đi vào hai đường dọc này nha. Đó. Và chúng ta để phần van này. Đây. Phần van này. Đó, cái đường dọc và hai cái khớp lối này cũng trùng với nhau, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ việc đưa đúng vào vị trí cái ngàm này thôi. Đó, khi nào ngàm này bắt lại với đây, đây chúng ta thấy không? Cái ngàm, cái trục van á, nó bắt được với cái đĩa để xoay, đó là hoàn thành nha. Và sau đó chúng ta chỉ việc lắp chặt lại thôi. Đó, đây nguyên lý của van nó rất là đơn giản như vậy. Đó, khi mà được lén phần van này với phần trục dưới này thì đĩa nó sẽ áp sát vào nhau và sẽ không bị rò rỉ nha. Đấy, chúng ta chỉ việc lắp đặt lại thôi. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần siết vừa cứng tay thôi nha các bạn. Đó, vừa cứng tay như vậy là được rồi. Đấy, còn phần van trên này cũng như vậy nha các bạn. Tôi chỉ tháo một van thôi để các bạn nắm được. Đấy, còn van trên cũng như thế, không khác gì nhau hết. À, và khi lắp đặt lại thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta lắp đặt lại đúng theo trình tự ban đầu. À, đúng theo trình tự. Chúng ta lắp lại và đặt tay này vào đúng khớp. Đó, đúng không ạ?
Sau đó chúng ta bắt ốc lại thôi. Nhiều khách khi sử dụng á, khi thấy cái tay nó lỏng thì các bạn cũng có thể xử lý theo cách này nha. Chúng ta chỉ việc vặn lại ốc hoặc siết lại cái lục giác ở trên chụp này thôi là chúng ta hoàn toàn sử dụng lại bình thường nha. Về phần vấn đề mà khi chúng ta mở nhiều đó, cái khi con ốc nó bị trôi ra thì chúng ta có thể gặp cái tình trạng đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu. Rồi khi nắp tay này lại thì chúng ta chỉ việc gì siết lại ốc lục giác này thật chặt. Đó. Ốc lục giác này thì các bạn nên siết chặt nha. Đó. Rồi nắp tay này lại. Đó. Về phần tay này cũng vậy, nhiều khách sử dụng một thời gian nó sẽ lỏng. Thì cái này nó là ren, khi các bạn xoay nhiều thì nó lỏng là điều đương nhiên. Các bạn có thể xoay chặt lại đó một cách bình thường. Còn trong trường hợp mà các bạn khi vặn bị lệch ren đó, nó bị phá ren chẳng hạn, thì chúng ta có thể cuốn thêm một chút băng tan vào và chúng ta gắn lại, nó hoàn toàn bình thường, không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm cả. Sau khi lắp đặt các phần khác xong thì chúng ta lắp phần đầu lại lại. Đó. Như vậy là hoàn thành. Chúng ta hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế các linh kiện của sản phẩm này theo cách tôi đang hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn ở đây nhé. Nó rất là dễ dàng, không có khó khăn gì nhé. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đến cái phần tay xem đi kèm xem nó như thế nào nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng xem đến bộ dây tay xem đi kèm nhé. Đây, bộ dây tay xem đi kèm với sản phẩm thì được đóng gói trong một túi màu đi kèm. Ở đây bộ dây tay sen này các bạn sẽ thấy thứ nhất là sẽ có một bát gác này. Đúng không ạ? Một dây sen dài 150cm bằng inox Super 304 này. Và một tay sen inox. Đây chính là bộ tay sen EN100SH của Euroline nha các bạn. Đó. Thì chúng ta nếu mà chúng ta cần chi tiết thêm về cái sản phẩm này đó, chúng ta có thể tìm xem video của cái sản phẩm 100SH này có ở trên kênh YouTube của Euroline Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy chi tiết hơn. Thì đấy, bộ sản phẩm tai sen đi kèm thì sẽ là bộ EN100SH của Euroline. Đấy, với dây inox Super 304, vỏ dây là inox Super 304 nha các bạn, để thô đúng theo màu sắc của các sản phẩm đi cùng, là kèm một bộ ruột thì được làm từ cao su EDPM tổng hợp chịu nhiệt cao nha các bạn. Còn tay sen này cũng là inox Super 304 đó, với mặt phun bằng lúm cao su tăng áp cao, thiết kế siêu mỏng, đúng không ạ? Tay sen dài đó, tròn, cầm rất là chắc chắn. Đấy, và bát gác này thì chúng ta chỉ có một chế độ thôi nha các bạn. Bát gác này chỉ có một chế độ thôi. Vỏ thì bằng inox 304 và bát bên trong được làm từ nhựa và chúng ta chỉ việc định vị lên tường bằng hai ốc vít đi kèm thôi. Nó rất là đơn giản. Rồi và bây giờ chúng ta cùng thử chi tiết sản phẩm nhé. Để chúng ta nắm được xem đây có phải là sản phẩm inox 304 hay không, hay là sản phẩm 201. Thì chúng ta sẽ thử luôn ở đây. Kèm theo nguyên một bộ sản phẩm này, chúng ta sẽ thử hết tất cả các chi tiết để chúng ta xem đây có phải sản phẩm inox 304 hay không. Thì ở trên tay tôi cũng như mọi khi chúng ta sẽ có một tấm inox 201 và đây chúng ta cùng xem là nó về chất liệu á, chúng ta nhìn nó y xì nhau, không có khác gì hết, đúng không ạ? Chính vì thế tại sao là các sản phẩm rẻ tiền ở trên thị trường mà chúng ta hay mua tại sao nó có giá rẻ như vậy? Chúng ta nhìn thì không khác một điểm gì hết. Chỉ có phân biệt bằng cách thử dung dịch thì chúng ta mới khẳng định được nó có chất lượng hay không thôi. Và đây, cũng như mọi khi tôi sẽ có một cái nọ thử dung dịch cho chất liệu inox. Nếu khi chúng ta nhỏ dung dịch này lên bề mặt của vật liệu, khi mà bề mặt vật liệu chuyển sang màu xanh hay xám thì nó sẽ là inox 304, còn nếu chuyển sang màu đỏ, màu hồng thì sẽ là inox 201 hoặc 301 hoặc các vật liệu khác. Đó, thì chúng ta sẽ cùng
nhỏ thử lên đây nhá. Tôi về tay sen, tôi sẽ nhỏ phía sau đi cho nó thẩm mỹ một chút ha. Đây chúng ta sẽ nhỏ lên 3 điểm đi. Đây, chúng ta để ý nhá. Tôi sẽ nhỏ lên đây một giọt, lên đây một giọt. Rồi, và lên đây một giọt nhá. Không cần nhiều lắm đâu. Về bộ tay sen này thì các bạn xem ở các video trước đó, chúng tôi cũng đã thử chất liệu inox cho các bạn coi rồi đó. Ở đây thì chúng tôi sẽ thử lại để cho các bạn nắm rõ được thôi. Rồi, chờ một chút xíu là chúng ta đã thấy rồi. Đây, các bạn thấy này, sản phẩm 2:1 này, nó đã chuyển sang màu đỏ rồi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy nó màu đỏ, đúng không ạ? Rất là rõ ràng. Rồi, chúng ta xem sang sản phẩm tay sen. Đây, các bạn thấy tay này, đúng không ạ? Hoàn toàn chỉ là màu xám xanh thôi. Đó. Còn củ sen đây. Đấy, các bạn thấy là củ sen này cũng cho màu xám xanh giống như tay sen vậy. Đó. Điều này chứng tỏ đó, sản phẩm này được làm hoàn toàn từ inox Super 304 cho tất cả từ tay, dây sen, thân củ sen cho đến bát gác nha. Và giờ tôi sẽ kết nối để cho các bạn xem bộ sản phẩm này nó sẽ như thế nào nhé. Đây, chúng ta chỉ việc lắp đặt tay sen này vào thôi, đúng không? Rồi, về phần cái dây sen á, cái đáy của dây sen, tôi để chi tiết để cho chúng ta hình dung được luôn. Và khi lắp á thì chúng ta lưu ý nha, ở phía trong nó có một gioăng cao su thì chúng ta phải để cái gioăng cao su nó chính xác lại. Rồi sau đó chúng ta chỉ việc lắp đặt thôi. Rồi, các bạn thấy không? Đây là một sản phẩm mà khi chúng ta lắp đặt hoàn thành. Đó. Đây, các bạn thấy. Rồi, nếu khi chúng ta đặt lên á, khi chúng ta đặt lên. Đó, các bạn hình dung ra không ạ? Đây. Đó, một bộ sản phẩm. Nó sẽ như vậy. Khi gắn lên thì tay sen cũng như thế. Và khi lắp đặt bắt lên thì nó sẽ như thế này. Rồi, các bạn thấy là bộ sản phẩm khá là hoàn hảo với tất cả các vật liệu chi tiết linh kiện đều bằng inox Super 304 của Euroline. Thì khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm này đó thì các bạn hãy yên tâm, bởi vì chất liệu của chúng tôi công bố ra là chuẩn, không giống như các sản phẩm rẻ tiền. Khi các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể click vào ngay link nằm phía dưới video clip này, chúng ta có thể mua sản phẩm trực tiếp từ công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Chúng tôi có ship COD toàn quốc cho tất cả các sản phẩm của mình. Các bạn chỉ việc đặt hàng, chờ đợi và nhận hàng, kiểm tra hàng xong, ưng ý thì các bạn mới phải thanh toán. Vì vậy các bạn hãy yên tâm khi lựa chọn mua sản phẩm từ website euroline.com.vn của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Ngoài ra, các bạn có thể tìm mua ở trên hệ thống siêu thị điện máy xanh có trên toàn quốc, hoặc siêu thị Kolan của Nhật Bản tại hệ thống siêu thị Aeon có trên toàn quốc. Ngoài ra, các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng đại lý thiết bị vệ sinh của Euroline có trên toàn quốc. Các bạn đều có thể mua được sản phẩm này. Đấy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thử để xem dòng chảy của sản phẩm này như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ cùng thử ngay bây giờ. Đây là sản phẩm mà chúng tôi đã lắp đặt lên nhá, và chúng ta cùng kiểm tra xem. Bạn thấy là dòng nước tạo bọt đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng thử kiểm tra tay sen nhé.
tôi cho cùng với tay xe này. Rồi, thế. Đó. Đó. Tay xe thì áp lực nước rất là cao. Chúng ta thấy dòng nước rất là mạnh, đúng không? Tạo bọt. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nhé. Thank you.